Chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Kể từ sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, khi nền dân chủ văn minh của miền Nam Việt Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, hơn 20 triệu người dân miền Nam vào thời đó phải trải qua nạn đói khổ, nghèo nàn, lạc hậu, và nhất là tự do quyền làm người không được chấp nhận bởi chế độ cộng sản đương thời. Thế là hàng triệu người dân miền Nam Việt Nam phải bỏ nước ra đi tìm tự do, có người may mắn đến được bến bờ tự do. Và biết bao nhiêu đồng bào thuyền nhân bộ nhân Việt Nam đã bỏ nước ra đi mà không bao giờ đến. Họ chết trên hoang đảo giữa biển sâu trong rừng vắng. Hàng trăm ngàn thuyền nhân bộ nhân Việt Nam bị lệnh cộng sản, bị hải tặc, bị thổ phỉ tấn công, bị cuồng phong đại dương nhận chìm. Không ai có thể thống kê đầy đủ về con số người vượt biên đã bị mất tích. Họ là những chứng nhân nghiệt ngã của đất nước trong một thời kỳ đen tối nhất. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền chở 45 người xuất phát từ Đà Nẵng vào tháng 9 năm 1980 để trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Nhóm người tổ chức vượt biên quyết định cho thuyền khởi hành ngay trong cơn giông bão để lọt qua được sự canh gác nghiêm ngặt của công an biên phòng Việt Cộng. Vì thế họ phải trải qua cơn cuồng phong đại dương rồi tài công mất định hướng. Thế là thuyền linh đinh trên đại dương, không thức ăn, không nước uống. Trong 26 ngày đêm đói khát, nhiều người nằm xuống lòng đại dương vì đói vì khát. Rồi họ được soái hạm Hoa Kỳ cứu vớt. Câu chuyện có tiêu đề Thiên Thần Áo Xanh, tác giả Lý Tuyết Lê. Mời quý thính giả nghe tiếp phần 2. Dầu yêu thương con đến mức nào đi nữa, cũng không thể nào giữ được xác con trong vòng tay của mình. Chúng tôi đành lòng phải bỏ xác nó xuống lòng biển. Đặc biệt cái chết của con tôi được nhiều người thương và lo chu đạo. Vài người trên tàu gỡ hai tấm ván nhỏ từ chiếc tàu của chúng tôi. Họ đọng lại như hình chữ thập, đặt xác con tôi nằm trên đó, rồi dùng lưỡi cá quấn quanh thân hình bé nhỏ của con tôi. Họ nói rằng phải động vạn theo hình chữ thập thì mới thăng bằng, không bị sóng đánh lực úp mặt nó xuống biển, cả sẽ đến rìa ăn. Họ cho rằng nếu con tôi may mắn gặp một tàu cá nào đó, họ sẽ làm phước vật đem về để chôn, vì lúc đó chúng tôi vẫn còn thấy dãy núi mờ mờ từ đằng xa, nên chúng tôi chỉ biết hy vọng như vậy. Sau đó một người anh bà con của tôi có mang theo quyển kinh thánh, anh mở ra đọc vài câu trong kinh thánh rồi cầu nguyện trước khi thả xác con tôi xuống biển. Lúc đó tôi ngoảnh mặt đi nơi khác vì không muốn chứng kiến cảnh đau lòng này. Nước mưa hửng được đêm đó đã tạm nuôi sống chúng tôi trong một thời gian ngắn. Rồi một hôm ngày 6 tháng 10 năm 1980, tôi nằm chờ chết trong cabin vì sức tôi đã quá kiệt quệ. 26 ngày không có một chút gì trong bao tử ngoài trừ nước tiểu, vì nước hận mưa được hôm trước đã không còn một giọt. Thình lình có tiếng chồng tôi và vài người nữa ngoài cabin: có máy bay, có máy bay. Tôi nhìn ra thấy chồng tôi đang dùng cái áo thun trắng đã cũ mềm để vải ra hiệu. Chúng tôi vẫn không một chút nào hy vọng vì đã bao lần chúng tôi thấy máy bay bay thật xa trên bầu trời, nhưng họ nào có thấy chúng tôi đâu. Nhưng rồi chiếc máy bay trực thăng dần dần nghe rõ dần, và tiếng mọi người mừng rỡ, hình như có một lực nào thật mạnh trong tôi vực tôi dậy, và tự nhiên tôi có sức để bò ra ngoài khoang tàu. Tôi thấy chiếc máy bay trực thăng từ từ hạ thấp xuống. Lúc đó một người trên tàu chúng tôi viết hàng chữ bằng tiếng Anh: Don't drop any food, please rescue us.
thì ngay lập tức một quân nhân Mỹ trên máy bay trực thăng viết bằng tiếng Việt chờ 5 phút sẽ có tàu đến. Rồi họ bắt đầu bắn những trái khói màu quanh tàu của chúng tôi để định vị trí cho con tàu đến cứu. Vài phút sau, qua làn khói màu tản mát, từ đằng xa chúng tôi nhìn thấy một vật nhỏ di động rồi từ từ lớn dần. Chẳng mấy chốc, trước mặt chúng tôi sừng sững một chiếc tàu chiến khổng lồ cách tàu chúng tôi ở một khoảng cách an toàn. Đó là Blue Ranger LCC-19. Chúng tôi vô cùng mừng rỡ như được sinh lại lần thứ nhì. Đoàn thủy thủ bắt đầu bỏ thang dây xuống và đi cano qua tàu chúng tôi. Trên cano có bộ người lính hải quân mang theo phao cá nhân, và nổi bật hơn hết là cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ tung bay trước gió. Nhìn lá cờ mà lòng tôi bồi hồi xúc động, vì nó biểu tượng cho tự do và tình nhân loại. Họ dùng loa yêu cầu chúng tôi giữ bình tĩnh. Anh hải quân cầm tay lại, cố gắng điều khiển chiếc cano cập sát vào tàu chúng tôi. Người nhỏ và phụ nữ được ưu tiên di chuyển qua tàu chiến trước. Sau cùng là nam giới, các thủy thủ một tay kẹp chúng tôi và một tay chụp lại thắng dây để leo. Hàng chục cánh tay thòng xuống kéo chúng tôi lên. Đối với tôi, đó là giờ phút vô cùng thiêng liêng và vô cùng xúc động. Nó cho tôi thấy chỉ có những người chủ nghĩa tự do mới có thể thực hiện được tình yêu thương nhân loại và cảm thông được những đau thương mất mát của những người vì hai chữ tự do mà liều mình vượt biển. Khi tất cả chúng tôi được an toàn đưa lên chiếc xoáy hàm này rồi, thì điều đầu tiên là họ cho chúng tôi mỗi người một ly súp lọng đang còn nặng hồi, và sau đó họ bắt đầu khám tim mạch từng người tôi và em tôi cùng một vài phụ nữ khác. Vì quá yếu nên được chuyển lên Medical Clinic. Tại đây chúng tôi được chăm sóc sức khỏe thật chú đạo. Họ bồng chúng tôi đi tắm. Dĩ nhiên là họ rất tôn trọng phụ nữ chúng tôi, nên họ chỉ mở nước điều chỉnh ở độ ẩm vừa phải và dạy chúng tôi cách dùng thuốc gội đầu đặc biệt để diệt chỉ. Rồi họ đứng canh ngay cửa phòng tắm để đề phòng trường hợp chúng tôi bị tẻ hay bất cứ gì đó. Chúng tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng nhân ái bao la của những người lính Mỹ khác màu da. Họ không màng đến thân hình sơ sạc bực thiểu hôi hãm của chúng tôi, trong khi chỉ trên đầu rơi rớt đồm đột, nhưng họ ôm chúng tôi vào lòng, bồng ẩm chúng tôi khi chúng tôi cần những phương tiện vệ sinh cá nhân. Sau đó họ phát cho chúng tôi mỗi người một áo thun trắng và đồ lót để bỏ đi những áo quần hôi hãm mà suốt 26 ngày đêm dầm với mồ hôi giàu nhớt nước tiểu và nước biển mặn. Tôi còn nhớ rõ một kỷ niệm rất buồn cười mà tôi và những người trong đội y tế một phen cười nức bụng. Đó là ngay sau khi uống cạn ly súp đầu tiên, khi vừa mới được chuyển lên tàu, một y tá hỏi tôi rằng "How do you feel?" Tôi trả lời ngay không chút suy nghĩ "I feel healthy." Ý tôi muốn nói là tôi cảm thấy khỏe. Tức thì cả đội y tế ôm bụng cười ngặt nghèo. Trong khi đó, thân hình tôi không khác nào ngoài bộ xương người chết. Thực ra từ lúc bắt đầu được tàu Mỹ vớt thì bao nhiêu vốn liếng từ ngữ Anh văn mà tôi học ở những năm trung học chưa có cơ hội thực hành thì giờ đây nó lần lượt kéo đến trong tâm trí tôi. Chỉ có điều chữ nào thoáng đến trong đầu là tôi vụt nói liền, không cần để ý đến văn phạm. Nhưng rồi sau đó tôi rất ngại nói, nên tôi luôn dùng bút viết xuống những gì tôi muốn cần nói, vì khi viết tôi còn thì giờ sắp xếp câu kẹo cho đúng văn phạm hơn. Nhờ có chút vốn liếng Anh ngữ nên tôi có cơ hội gần gũi với vị thuyền trưởng, các bác sĩ, trong đó có một vị bác sĩ người Nhật và các y tá, đặc biệt là anh hải quân đầu bếp Mr. Clinton A. Edward. Anh
anh thường xuyên trò chuyện với tôi, hỏi thăm những món ăn anh nấu có ngon không, tôi có thích không, và anh cũng là người sau này thường xuyên liên lạc thư từ với gia đình tôi. Khi chúng tôi được đưa vào tạm cư ở trại tị nạn Ba La Quang Phi Lục Tân, nhờ đó mà tôi có được những bài báo và hình ảnh chụp được trong lúc được tàu vớt năm 1982, khi chiến xoáy hạm Blue Ranger LCC-19 đến hải cảng Sydney, cách nơi tôi cư ngụ khoảng gần 1 tiếng lái xe, thì anh cũng tìm đến thăm gia đình chúng tôi. Khi đó tôi vừa mới sinh được cháu thứ nhì khoảng 15 ngày. Trở về câu chuyện trên chiếc xoáy hạm thì một hôm có phải đoàn báo chí bay trực thăng đến thăm người tị nạn trên tàu và để phỏng vấn. Trước khi phái đoàn đến, tôi được khuyến khích để quay một đoạn phim ngắn trong buổi phỏng vấn này. Vì tôi cứ lắc đầu từ chối, tôi cứ lấy tay che mặt và nói rằng tôi sợ lắm, tôi không muốn người khác thấy mặt trên truyền hình và tôi cũng không biết nói nhiều tiếng Anh. Nhưng anh y tá hải quân, người luôn kề cận chăm sóc tôi, anh Robin, đưa cho tôi một cái gương và một cái lược anh chải đầu cho tôi và bảo tôi nhìn trong gương, rồi anh nói "Look, you are beautiful." Tôi chưa bao giờ thấy chúng vô nhiệm, nhưng tôi tự nghĩ rằng mình cũng sống như vậy. Rồi anh nói tiếp, "We are going to ask you a very simple question, so don't worry, okay?" Thế rồi trong phút chốc phải đoàn báo chí đến có luôn vị tham mưu trưởng của đệ nhất hạm đội nữa, và rồi hàng loạt đèn sáng choang chiếu thẳng đến cái giường tôi đang được đỡ ngồi. Một phóng viên cầm máy nói gì nhiều lắm, nhưng tôi không để ý vì tâm trí bận suy nghĩ không biết họ sẽ hỏi tôi điều gì. Thế rồi người phóng viên đó chậm rãi hỏi tôi từng chữ một, "Why did you escape from Vietnam?" Tôi chỉ trả lời vỏn vẹn "about freedom", và câu thứ hai là "How do you feel now?" Lần này tôi đang tìm chữ nào khác với chữ healthy của hôm nọ. Thì anh y tá hải quân này mau mắn cất giọng hỏi khéo "better", nên tôi liền nói "yes, I feel better". 5 ngày tạm trú trên chiếc xoáy hạm này rồi cũng phải đến ngày chia tay. Ngày cuối trước khi chúng tôi chia tay với vị hạm trưởng cùng toàn thể các thủy thủ, tôi được vinh dự đi cùng vị hạm trưởng đến tận giường bệnh để phát cho mỗi người một bảng danh dự anh hùng vượt biển và một số tiền là 32 Mỹ kim cho mỗi đầu người. Số tiền này là do sự đóng góp của vị hạm trưởng và của toàn thể thủy thủ trên chiếc xoáy hạm này. Tôi cũng được vinh dự đại diện cho nhóm người tị nạn trên phòng y tế này để ngỏ lời tri ân và bày tỏ lòng cảm kích của chúng tôi trước sự chăm sóc không hề mệt mỏi của toàn thể các thủy thủ trong các ngành. Chúng tôi luôn nhớ ơn nhân Mỹ nói chung và toàn thể mọi người trên chiếc xoáy hạm này nói riêng. Lòng nhân đạo của họ là ngọn đuốc, là ánh sáng của thế giới tự do. Nó sẽ chiếu sáng mãi trong lòng chúng tôi, lòng của những người dân Việt tị nạn. Qua những kinh nghiệm đau thương trong suốt cuộc hành trình vượt biển này, chúng tôi nhận biết rằng mạng sống con người thật quý báu, nhưng tự do là điều quý báu hơn hết. Lòng nhân đạo của nhân Mỹ đã để lại cho chúng tôi niềm cảm kích và sự tri ân sâu xa. Tấm gương sáng này đã chứng minh được chỉ có con người của chủ nghĩa tự do mới có những đức tính đó. Chúng tôi đã được học từ quý vị lòng nhân ái vị tha, và tình thương yêu nhân loại và những hình ảnh cao đẹp này sẽ không bao giờ phai nhạt trong lòng người dân Việt tị nạn yêu tự do của chúng tôi. Chúng tôi xin bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu xa vị tham mưu trưởng của đệ nhất hạm đội, vị hạm trưởng cùng toàn thể thủy thủ đoàn của chiếc xoáy hạm Blue Ranger LCC-19. Dĩ nhiên trong đó có cả anh hải quân đầu bếp Clinton T. Edward và anh Robin. Hình ảnh của những vị đó sẽ không bao giờ nhạt nhòa trong ký ức chúng tôi.
Chúng tôi luôn ao ước có cơ hội gặp lại những vị ân nhân này bằng xương bằng thịt để một lần nữa ngỏ lời tri ân đến họ và cũng để họ nhìn thấy gia đình chúng tôi kết quả của việc làm nhân đạo quý mẫu mà họ đã thực hiện cách đây 28 năm. Tóm lại, vì quen sống trong một đất nước tự do dân chủ vốn thừa hưởng được tất cả những quyền lợi cơ bản của một con người, nên kể từ khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, thì tâm trí chúng tôi không ngừng nghĩ đến việc trốn thoát khỏi chế độ này. Vượt biên là con đường duy nhất, và cái giá chúng tôi phải trả có thể là sự chia rẽ kẻ ở người đi, vợ xa chồng, con xa cha, sự tù đày chính bản thân mình và người thân cũng bị liên lụy, cái chết chính mạng sống của mình và ngay cả mạng sống của những người thân yêu. Bằng nhiều cách, chồng tôi trước đây đã vượt biên 2 lần. Anh đi một mình vì chủ tàu không nhận người nhỏ. Tôi đành để chồng ra đi và ở lại với con. Tôi nghĩ thoát được người nào hay người đó, để chồng ra đi một mình là tôi chấp nhận sẽ vĩnh viễn mất chồng. Vì thời gian đó, nhà cầm quyền Việt Nam chưa có sự ban giao với các nước ngoài về vấn đề đoàn tụ nhân đạo. Nhưng 2 lần vượt biên đó không thành công. Lần thứ nhất bị lộ, anh chạy thoát được nên không bị tù. Còn lần thứ nhì đi thì đi với người em, nhưng khi ra đến bến tàu, người chủ tàu thay đổi ý kiến, chỉ nhận một người thôi, nên chồng tôi nhường cho người em và người này đã đến được bến bờ tự do. Lần này là lần thứ ba chồng tôi đi được với vợ con, vì người chủ tàu này nhận người nhỏ, tưởng rằng lần ra đi này trọn vẹn, không bỏ lại sau lưng người thân yêu của mình. Nhưng cuối cùng chúng tôi vĩnh viễn mất đứa con yêu quý đầu lòng của mình. Nỗi đau xót đó mãi theo chúng tôi đến cuối cuộc đời, và đó chính là cái giá cho sự tự do mà chúng tôi đã chọn. Hiện nay chúng tôi đang định cư tại Úc Đại Lợi, một quốc gia đầy lòng nhân ái. Người dân ở đây đã mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận và cứu mang gia đình chúng tôi trong suốt 28 năm qua, và còn tiếp tục cho đến đời cả con cả cháu của chúng tôi nữa. Không một lời nào đủ để diễn tả tấm lòng biết ơn sâu xa của gia đình chúng tôi đến với chính phủ và toàn thể nhân dân của đất nước này. Chúng tôi nguyện ghi sắc ơn sâu nghĩa nặng cho đến muôn đời. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền chở 45 người xuất phát từ Đà Nẵng vào tháng 9 năm 1980 để trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Nhóm người tổ chức vượt biên quyết định cho thuyền khởi hành ngay trong cơn giông bão để lọt qua được sự canh gác nghiêm ngặt của công an biên phòng Việt Cộng. Vì thế họ phải trải qua cơn cuồng phong đại dương, rồi tài công mất định hướng, thế là thuyền lênh đênh trên đại dương không có thức ăn nước uống. Trong 26 ngày đêm đói khát, nhiều người đã nằm xuống lòng đại dương vì đói vì khát. Rồi họ được một chiếc sỏi hàm Hoa Kỳ cứu vớt. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.